À, chào các anh em đang xem Miền Tây Solar. Hôm nay là chiều ngày thứ 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 sáu nha anh em, ngày 25 tháng 11 2022. Mình lại tiếp tục gói hàng và test hàng gửi cho anh em thôi. Thì tất cả những cái đơn hàng về đèn năng lượng, về Saco, về những con MBPT á, trưa giờ mình đi gửi xong rồi. Mình mới chạy về anh em. Mới chạy gửi mới về luôn. Thì bây giờ trời chiều anh em, trời trưa thì rất là xấu luôn. Chuyển mưa rất là ghê luôn, nhưng mà trời chiều là trong quán quang đãng hơn ha, và có một chút ánh nắng nè. Mình đem ra mình test một cái hệ này hơn 7 triệu một chút, gửi cho chị Mến ở Tam Bình, Vĩnh Long ha. Thì mình với chị Mến gặp nhau cũng là cái duyên anh em. Hỏi mình gửi xuống dưới Tam Bình, Vĩnh Long một cái hệ năng lượng mặt trời, mình đi bằng chiếc xe hơi xuống dưới chở pin dưới anh em. Thì xuống dưới giao hàng dưới thì ông chủ nhà ông lắp xong rồi. Chị Mến ở láng giềng đó mới qua xem chơi và cảm thấy yêu thích cái hệ năng lượng. Nhưng mà chị Mến thì gia đình ít người hơn cho nên xài cái hệ nhỏ hơn. Thì sau những ngày tư vấn rồi chị Mến cũng hỏi thăm nhiều, thì chị Mến quyết định lấy cái hệ này nè mọi người. Hai tấm pin 410W, một tấm là 2 triệu 665 ngàn, hai tấm này thì khoảng 5 triệu 3, phí vận chuyển hai tấm này khoảng 201 nha anh em. Phí vận chuyển hai tấm này nè khoảng 201, mỗi tấm thì phí vận chuyển khoảng 110 đó, hai tấm. Mình sẽ tối nay mình sẽ gói đàng hoàng. Và chị Mến lấy một con MBPT sạc 45A của anh Mạnh Quân, giá 1,4 triệu, 45A nha. Rồi chị Mến lấy một con kích ký 6, kích ký 6 đó là giá là 900 ngàn. Vậy thì hồi nãy là khoảng 5 triệu 3 phải không, 5 triệu 3 mấy chục ngàn á, với con đó 1,4 triệu là 6 triệu 4, 6 triệu 7, 6 triệu 7 nha, 6 triệu 7 với con đó là 900 ngàn, nữa là 7 triệu 2. 7 triệu 2 mình sẽ tặng cho chị một cái cặp MC4 để về nhà chị tiện cho cái việc đấu nối. Đó thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết để video này, chị Mến có yêu cầu thì mình sẽ gửi video này qua cho chị để về nhà chị dễ đấu nối. Thì hai tấm pin này, mỗi tấm pin đó là nó có một cực âm và một cực dương. Thì hai tấm pin này chúng ta sẽ mắc nối tiếp, có nghĩa là cực âm của thằng này mắc nối tiếp qua cực dương của thằng kia ha. Ta không có mắc lộn được, tại vì hai cái cực đó đó là nó chọt qua khít với nhau, một cái âm một cái dương. Một cái âm của thằng này ha qua cái dương của thằng này. Thì làm sao để biết cực âm cực dương anh em? Khi mà chúng ta thấy tấm pin mặt trời mà nó có cái bự vậy nè, cái cục bự vậy nè, cục bự nè là cực âm nha, cục bự vậy là cực âm. Còn cái cục mà nó nhỏ hơn, nó có cái đầu nhỏ đưa ra nè, cái đầu nhỏ đưa ra như thế này là cực dương đó. Thì ở đây là cực âm nè, cực âm nè, mình đang cho vô này nè, cho vô này đấy, mình cắm vô luôn nha, cắm vào. Ở đây một tay hơi khó thực hiện anh em, cắm vào ha. Mình cắm sơ rồi tại vì lát mình mở ra mà. Rồi ở bên đây kia thì cái cực dương cắm vô đầu đây và đi vô đây, cái dây đỏ là dương nha anh em, dây đỏ là dương dương đấy. Đây nè, mình hay nhắc lại nha, cái đầu này nè của tấm pin ra nè, cái đầu tấm pin ra nè là cái đầu dương ha, tấm pin ra nè là cái đầu dương, vậy là cái cực này ra là cực dương ha, cái đầu dương nha anh em. Cái đầu này là đầu nhỏ nè, đầu dương đấy, này đầu dương ha, đầu dương là nó có cái nhỏ nãy mình chỉ cho anh em nhận biết rồi đó, ra đây. Rồi dây dương nè, dây dương này sẽ đi qua cái CB đó, anh em sẽ vào cái cực dương này, cực dương này của con MBPT. Còn cái đầu âm hồi nãy thì vào cái cực âm này, cực âm màu vàng này, cứ đỏ là dương còn âm là vàng nha. Rồi vào đây ha, dương vào đây, âm vào đây, rồi vào MBPT ha. Còn dây dương của MBPT mình sẽ nối vào cực dương của con kích và vào cực dương của ắc quy. Rồi dây âm của MBPT, dây âm nè, màu xanh là âm nè, đi vào cực âm của kích và vào cực âm của ắc quy. Như vậy là xong rồi mọi người. Thì con kích này á, đây cái đỏ này là dương nè, đỏ là dương, còn đen ở dưới là âm. Rồi vào đây nó sẽ ra đây ha, và điện đây là ta xài ha, điện đây là điện 220 xin chuẩn. Nó có cái cổng đầu ra nè anh em, ở bên đây có một cái màn hình nữa nè, có một cái màn hình hiển thị vôn của ắc quy đây, màn hình đây có hai con led màu đỏ và màu xanh để hiển thị là inverter có chạy bình thường, cái con này có chạy bình thường hay không ha, kích á. Đấy thì kích này mình bán có 900 ngàn thôi. Còn cái MBPT 45B này bán có 1,4 triệu thôi của anh Mạnh Quân nha. Hiện tại thì trời không có nắng cho nên là nó cũng ít điện lắm. Rồi sạc có mấy chục watt à.
trời không có nắng ha. Đó, rất là ít nắng, trời cũng chiều rồi đấy, nhưng mà ắc quy của mình bây giờ nó cũng hết khả năng bơm điện vô được rồi, nó cũng đầy rồi đó. Cái hệ của mình nó chỉ đơn giản thôi mọi người, thì hệ này đơn giản vậy xài được cái gì, tivi, tủ lạnh, đèn, quạt ha, thậm chí nồi cơm điện anh em gắn vô cũng được nữa. Nhưng mà nồi cơm điện gắn vô lúc mà trời đang nắng nha, tại vì hai tấm pin này là 800 mấy chục watt rồi, và hệ ắc quy của anh em đủ lớn thì gắn nồi cơm điện vào ha. Ok, còn những cái lúc khác là anh em gắn vào nó có thể bị con kích này nó có thể ngưng chạy nha, tại vì nó không đủ điện nó sẽ quá tải ngưng chạy. Rồi bây giờ mình sẽ test test hàng nha. Bữa nay mình đem một cái quạt ra để test thôi ha. Anh em có thể đem tivi, có thể đem đèn đồ ra thoải mái. Đây, ta test quạt quay vô tư. Đó, anh em gắn 5 7 quạt vô cũng được nữa. Con kích này là con kích 1,6 kg, anh em xài 1 kg trở lại là ok. Lâu bền, ngon lành luôn ha. Xài 1 kg trở lại nha mọi người. Đấy. Thì cái con MVPT này nó có cái hay á là nó có cái màn hình 6 thông số nè. Ở đây là vôn của tấm pin, ampere của tấm pin và công suất của tấm pin đang xuống. Rồi. Rồi nó chuyển qua màn hình khác. Ở dưới đây á là vôn của ắc quy, ampere đang sạc cho ắc quy và nhiệt độ của con fed ha, nhiệt độ con fed ở trong MVPT á. Rồi nó chuyển qua màn hình này, màn hình này có hai thông số. Thông số thứ nhất là kWh xài ngày hôm nay. Thông số ở dưới là kWh tổng từ khi khởi động con MVPT. Đó, nói chung là cái màn hình đó nó có tới 8 cái thông số nha mọi người. Nó nhảy qua nhảy lại cho ông ta xem, nhảy tới nhảy lui cho ông ta xem. Nó tới 8 cái thông số là. Đấy, con sạc này là con 45A của Mạnh Quân nha. Anh em tiết kiệm anh em có thể dùng cái con 40A được rồi. Cấu hình cũng giống như 45A vậy đó mà nhỏ hơn một chút. Đấy, đây là con 45A nè, rất là bự nặng luôn. Bự hơn của con MPPT thần thánh giá 1 triệu 9 nữa nha anh em. Đó. Còn này là con 45A ha. Còn con 40 ampere nhỏ hơn chút, anh em có nhu cầu thì liên hệ mình. Con kia con 1,2 triệu, con này 1,4 triệu. Con này chạy rất là êm ái nha anh em. MVPT bình thường chạy thì nó không có hư hao lỗi lầm gì chứ, nó chạy rất là êm. Đấy. Thì ắc quy về nhà anh em có thể độ ắc quy lớn lên. Mình đây mình test thử cho mình sạc ắc quy nhỏ thôi. Anh em có thể độ ắc quy lớn lên ha. Cái lúc trời nắng thì ắc quy nó không quan trọng. Trời nắng là giống như tấm pin đang nuôi tải vậy nè. Ắc quy nằm đó không quan trọng, anh em thấy này, quạt quay nè, ok nè. Đấy. Cứ vậy mà sử dụng thôi mọi người. Không có liên quan gì tới điện lưới nha anh em. Mọi người có thể lắp 3 4 tấm pin vào, 3 4 cái quạt vào ha. Đấy. Nhiều anh em sẽ thắc mắc là cái hệ này sau này muốn nâng cấp lên 4 tấm pin được không? 5 tấm pin được không? Được chứ. Nếu mà anh em nâng lên 4 tấm pin là anh em phải sử dụng hệ 36 hoặc là 48 ha. 36 hoặc 48. 36 48 là gì? Nếu hệ 36 thì ta có 3 cái ắc quy nối tiếp. Hệ 48 ta có 4 cái ắc quy nối tiếp. Và con kích lúc đó ta đổi thành con kích 48V. Con kích mình đang cung cấp là con kích 12V nha. Mình đang dùng hệ 12 nha anh em. Đó, còn anh em lên hệ 48 thì ta mua con kích 48. Cũng có vài trăm ngàn, không có đáng là bao đâu anh em. Đó, con kích hệ 48 cũng đâu đó 1 triệu, 1,1 triệu diện con à. Đó, và về nhà xài thôi ha. Còn con 12 này cứ để dành lại, sau này có việc gì đó sử dụng tiếp. Đấy, nâng cấp tấm pin lên là phải nâng cấp hệ lên. Cái con MPPT nó hay lắm, nó xài hệ 12 cũng được, 36, 24, 48 đều được hết. Cho nên là anh ta cứ thoải mái mà nâng cấp hệ lên nha anh em ha. Khi nâng cấp tấm pin là phải nâng cấp cái hệ lên. Đó, bây giờ mình đang hệ 12, anh em thêm hai tấm pin nữa anh em cho nó chạy hệ 36 hoặc 48. Đó, mình nói rõ thế để anh em về nhà tiện sử dụng, chứ còn hai tấm pin này thì xài hệ 12 là đúng bài rồi. Đấy. Tấm pin rất là to nha, tối nay mình gói cho đàng hoàng, sáng mơ mình gửi, bữa nay gửi không kịp mọi người, mình tính gửi bữa nay nè mà không kịp nha, tại bữa nay đèn hơi nhiều quá gói không kịp. Đó, thì bạn nào đam mê những cái hệ này liên hệ mình. Đó, cứ bằng ngày bạn gắn quạt đồ vô vô tư. Đó, bằng đêm thì anh em muốn gắn quạt gắn đèn nhiều thì anh em có ắc quy, ắc quy lớn lên thì sẽ ok thôi ha. Còn ban ngày thì mọi người cứ gắn gì đó thoải mái, tại ban ngày tấm pin nuôi tải nha. Đấy. Thì đấu nối thì như mình đã nói cho anh em nghe đó, hai tấm pin nối tiếp ha, âm qua dương, rồi cực dương là cái đầu nhỏ nhỏ đi xuống đây rồi ha, đi vào đây, còn cực âm mà đi vào đây. Còn đây là ắc quy, dương với âm của ắc quy đấu song song vào cái con kích, rồi song song vào ắc quy, quá dễ luôn hả anh em. Đấu rất là dễ, bởi nhiều bạn nói mua đồ nói ủa mua về rồi mình tự ráp ha, anh có hỗ trợ ráp không? Nói chung là ráp đơn giản, gì có gì đâu cần mình phải hỗ trợ anh em. Ý mấy anh đó hỗ trợ nghĩa là mình đến nhà mình ráp á, cái hệ rất là đơn giản, vậy đâu cần mình đến nhà ráp đâu. Mình đến nhà ráp là anh em phải tốn tiền nhân công, tiền vận chuyển đồ này kia nữa, tiền mình đi tới đó anh em cũng phải trả tiền mình chứ, đúng không? Đấy, cho nên là không cần thiết đâu mọi người. Anh em về nhà tự ráp được mà, cái hệ này đâu có gì đâu ha. Đấy, mọi người tự ráp giúp mình nha.
Đấy. Rồi bạn nào đam mê những cái hệ này hãy liên hệ mình ha. Nãy mình cộng tiền cho bạn nghe đó, khoảng 7 triệu 2, 7 triệu 3. Phí vận chuyển nữa là chắc khoảng 7 triệu rưỡi trở lại thôi. Chúng ta có cái hệ như thế này. Đó, xài thoải mái nha, tấm pin này bảo hành 12 năm. Cái con này bảo hành 1 năm hay là 6 tháng gì đó. Mà nó không có hư cho nên mình quên là bảo hành 5 hay 6 tháng gì nè. Con đó, đó cái con màu trắng á, MPPT á. Còn cái con kích kia là bảo hành 6 tháng nha. Con này là bảo hành 6 tháng, 2 năm gì đó, mình hỏi lại anh Quân coi. Tại hồi đó giờ nó không có hư cho nên không biết mấy tháng bảo hành nữa. Đấy, bạn nào đam mê cứ liên hệ ha, 076 687 4311 nha. Xin chào các anh em, hẹn gặp mọi người những video lần sau.